Xin mến chào cô bác anh chị. Hôm nay Thiện cũng lâu lắm rồi không có tới thăm chú Mai Linh với lại con của chú, thì hôm trước bị tai nạn giao thông đó. Thì nay có dịp trở lại đây thăm thì Thiện cũng quay những hình ảnh trò chuyện với gia đình, rồi xem cái cuộc sống của chú giờ đây như thế nào khi được giúp đỡ rất là nhiều đó. Thì đây là cái cửa hàng bán sữa, bán cà phê, bán đường nữa đó. Ở ngoài này đây Thiện thấy có thuốc lá, có đường, có sữa, có cà phê, có trà này, bán đủ loại luôn hả chú ha? Dạ, dạ con chào chú. Vô trong trong ngồi đi chú. Lâu quá không gặp chú ha. Lúc này khỏe không chú? Khỏe. Dạ. Mở mở đèn lên ha. Cái nhà này có điều kiện mình đổi cái tôn đi chú ơi, nóng quá. Tôn này chắc hồi đó nó mỏng phải không? Thành nó nóng quá trời. Sao cô bấm như vậy, nó làm cái gì đó mờ mờ lóc hết lên nó xong làm hả? Xong mở bóng đèn trong đó. Đây cũng nằm chỗ gì hoài hả? Nằm đó. Nhưng cái lưng có bị hồng nữa không? Không, hết rỡ hết. Hết rồi hả? Coi như là không còn lỡ lét gì nữa hết. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh ở trong này nóng không? Hả? Nóng có quạt ngoài. À. Mình mua cái tôn dày chút xíu không sao vậy đó. Rồi ở đây mở cửa sổ rồi thêm để nó nóng. Để nó thấp quá đó, lúc mà mình làm thì đi. Anh ăn uống đâu bình thường không? Ừ. Mà trong người thấy có khó chịu chỗ nào không? Bình thường à? Dạ. Cỡ này bán được không chú? Cũng bán ra dây. Ngày mình lời được cỡ hơn 100 ngàn không? Nói chung là ở đây thì nó cũng hiểu. Mình bán là có ngày kiếm mất chục vậy đó. Giờ tại vì chỗ này nó giá rẻ lắm. Mình chủ yếu là bán để mình canh nó thôi. Mình giữ nó thôi chứ còn... Bán thì chủ yếu bán mối được ha. Bán ở đây rồi để như là mình để mình có hơn trước để mình có chỗ buôn bán như nè. Dạ. Mình lo cho nó ở nhà. Đây mình bán thì cũng là dai thôi, người ta qua lợi gì đó. Dạ. Yeah. Người ta ghé, người ta có mua chiếc đỉnh gì. Rồi cũng một thời gian dài con không có tới đây ha, cũng mấy tháng rồi đó. Ít nhất cũng khoảng từ 3 tháng. Cái tiền hôm rồi nó trả gì vô cho nó là hết 50. Hử? Trả gì cho nó hết 50 triệu. Trả cái gì? Trả cái tiền hôm rồi chú nói đó. Tiền không còn mượn mổ đó. À, mượn mổ lúc mà bị tai nạn đó ha. Cái gì cũng được đi, mình cũng hết nợ rồi. Giờ mình làm bao nhiêu thì mình ăn bao nhiêu thôi, nó cũng khỏe. Dạ. Chứ trước đây mình vừa thiếu nợ mà vừa không có công việc gì làm, không có mua bán gì được chứ. Dạ, rồi lo cho con nữa, tiền đâu mà lo. Thì coi như bán này rồi mà giao rồi chắc ngày cũng kiếm được 100 ngàn này cũng được rồi. Ừ. Hai cha con thì cũng sống cũng hữu hỷ cũng được. Rồi từ ngày đó tới giờ con không có lợi thì có mạnh thường quân là tới thăm gia đình không? Không có. Không có. Tại vì có quá nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo cũng khổ giống như mình vậy đó.
thành ra bà con cô bác cũng giúp nhiều nơi chứ không có tập trung một nơi được. Cho nên thì khi mà giúp gia đình mình thấy đã ổn định rồi đó thì cô bác quay qua giúp những nơi khác, những tỉnh khác. Mới vô nó nóng ha, nhưng mà ngồi hồi cái thấy nó quen. Mát mát lại. Rồi mỗi lần anh ở đây đi vệ sinh rồi sao chú? Chú tự lo hết hả? Chú lo hết luôn. Bây giờ thì lỡ lét nó đã hết rồi. Dạ. Mình đủ điều kiện để lo cho nó. Dạ. Ở đây cà phê chú lấy ở đâu lận? Cà phê mình đi mua ở ngoài, nếu là dục tượng á, có người bạn nào bán đó đó. Ừ. Mình để đó mình bán về. Mình gửi người ta, người ta mua giùm mà mình lại đó lấy. Cái đó thì nói chung là mình cũng chưa mua được cái lò. Dạ. Và mình cũng mượn em ta ra giùm á. Dạ. Còn có khi mình ra ngoài mình ra, ta bận công chuyện thì mình muốn thì mình ra ngoài mình ra. Dạ. Mượn lò anh em ta mình ra. Dạ. Mượn cái lò gan á. Và gan là vậy mình bán. Tại mình không có lò. Dạ. Cái lò tới mười mấy triệu rồi. Mình chưa có điều kiện để mình mua cái lò. Nhưng mà cũng đâu có nhất thiết là phải có lò đó, tại vì mình gan lần thì cũng cỡ chừng 20-30 kg vậy đó. Thì đấy, xong cái mình đi nữa. Thì bán thời gian nó cũng hơi lâu á. Dạ. Ví dụ 10 bữa nữa tháng thì mới được 25 kg rồi đây. Nhưng mà thời điểm này chú bán thấy đỡ hơn hồi đó không? Chắc nó cũng là dai dai hoài, có nghĩa là người ta cũng có, không có người nhiều đó. À. Cái số lượng người ta không có đông, thử cho nên nó cứ lai dai thôi. Cái chỗ này không phải chợ, thử cho nên là nó thưa thớt lắm. Hơi xa chợ chứ. Thưa thớt lắm. Thì hôm nay con lại đây đó thì cũng có thay mặt mạnh thường quân, anh chị ở nước ngoài gửi tiền về cho chú để có tiền chú lo cho con của mình. Ở đây con để lấy cuốn sổ ra con đọc tên. À, chị Tiền Mai là gửi $100, còn một mạnh thường quân kia nữa. Hôm nay con tới đây thăm chú với anh đây thì con cũng có thay mặt anh Trần Việt Đức gửi 700.000, với đây chị Tuyền Mai ở bên Mỹ gửi $100 là 2.3 triệu đó. Con gửi tới chú 3 triệu nghe. Này có hai anh chị ở nước ngoài gửi giúp. Dạ. Anh Trần Việt Đức với đây chị Tuyền Mai. Dạ. Gửi cho chú là 3 triệu. Hai người 3 triệu. Thì tiền này đó chú có thể lấy thêm đồ rồi bán, còn mấy thì để dành làm vốn nghe. Thì vậy thôi. Dạ. Thì hôm rồi mình cũng được ít tiền đó. Dạ. Rồi mình cũng để trả cho người ta rồi này kia, cũng còn dư được chút đỉnh. Dạ. Rồi để đó rồi mình cũng coi cho mua này mua kia, bán vô bán ra rồi chăm sóc nó. Dạ. Trả cái nợ rồi thì nó khỏe lắm. Nữa. Ngủ cũng ngon hơn ha. Người ta có lấy lãi mình không? Thì 30 đó. Ủa sao nghe nói trước kia không có lấy lãi mà? Tại vì nó dây ngân hàng đó. À. Nó dây ngân hàng đó bây giờ mình phải trả lại ngân hàng cho nó. Còn cái tiền mà nó lấy lãi mình thì nhiều lắm. Dạ. Yeah. Tại vì 1 triệu nó chạy ra ngày tới 3.000 á. Dạ. Yeah. Mà như vậy là 1 ngày mình đóng cho nó 90.000. Nếu mà tiền lời. Dạ. Yeah. Mà 3 năm không đóng cho người ta. 3 năm trời. Dạ. Yeah. 3 năm mình nếu tính lãi là rất nhiều. Coi như người ta cũng lấy có 20 triệu thôi. Lấy đó là người ta trả về tiền ngân hàng. Dạ. Có nghĩa là tao lấy đồ, tao mà cầm đi ngân hàng, anh cho tâm ta cho mình mượn. Dạ. Yeah. Đó là tình hiểu quá rồi, bây giờ phải trả lời cho ngân hàng chứ không lẽ là bắt anh em ta trả nữa thì mình hỏi người ta. Dạ. Yeah. Tại vì thời điểm đó như mình được giúp tới 70 mấy triệu phải không chú? 70 mấy triệu. Dạ. Yeah. 70 mấy triệu là có nghĩa là mình đã trả 50 rồi. Dạ. Yeah. Còn 2 mấy triệu. Mấy triệu mà cũng lo lắng rồi cho nó này kia á, còn mấy triệu. Dạ. Yeah. Thì hôm nay lại đây con cũng gửi tiền.
tiền cho chú, rồi cũng mong rằng những cái điều may mắn sẽ tới với gia đình mình. Cảm ơn anh chị ở xa để cắm cho cháu. Dạ dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Có nói chuyện thì bình thường ha. Dạ. Có một cái đi đứng là không được thôi. Ở phần dưới có tiến triển gì không chú? Mà thầy chú thấy gì cái phần cơ thể gì còn sống được cái phần nào trở lên? Từ cái tim trở lên hả? À. Dạ. Cái chân á nóng không? Dạ. Tại vì cái thần kinh nó bị dập mà nó hư rồi. Dập cái tỷ đó. Dạ. Ảnh hưởng tới cái chi. Dạ. Được nhưng mà nó không có cảm giác. Dạ. Dạ. Nó không có cảm giác. Nó không có cảm giác thì nó đi đứng được. Thôi vậy con cũng xin phép về đúng không chú? Thôi vậy cảm ơn. Dạ. 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 Có tiền là mình lo cho nó là thuốc thang rồi này kia đó. Dạ. Bán đi nữa. Đất qua ngày vậy. Dạ. Không, thí dụ như cà phê mình nó muốn ngon là uống nguyên chất hay là có thêm gì nữa không chú? Mình cũng phải thêm cái bỉnh đồ này cái gì đó. Dạ. Có hương vị. À đó giờ con không có uống cà phê, nhưng mà uống thử cà phê nguyên chất thử một lần coi nó ra làm sao. Cái đó là cái gì? Cái hương mùi á. Hương hả? Mà nếu mình muốn phải rồi vô thì phải. Dạ. Nhưng mà theo chú thì phải có cái đó nó mới ngon phải không? Dạ. Cái này xay một lần hay là có xay lại nữa không? Một lần hả? Cà phê nguyên chất nó đắng hơn không chú? Đắng. Để đường nhiều mới ngọt hả? Một ký cà phê tươi như vậy đó mình mua 1 ký nhiêu? Hay là 1 bao nhiêu? Dạ. Dạ. Không ai dám uống. Bán giá từ 150 trở lại thì người ta còn có mua, chứ mình bán 200-300 là người ta hãy mua đó. Có nghĩa là ở nông thôn mà. Dạ. Mình đâu có làm giá cao được. Như ngoài thành thị thì nó bán 1 ký 300-400, 400-500. Nhưng mà em thấy này thơm quá nè. Thầy trời, nhớ hồi đó uống 1 ký có 30.000 à. Nhưng mà không biết trong đó có cái gì nữa. Một bọc nó đầy nửa ký không? Nửa ký. Dạ. Bọc này làm nửa ký nè. Cái bọc này thấy lịch sự quá ha, thấy xịn quá ha. Bọc này mình có cái quai mà dài lại. Dạ. Dài lại mình uống là mình bả ra chắc. Dạ. Đi hơi. Đi hơi là nó không ngon phải không? Đi hơi là nó không ngon rồi. Dạ. Giống như mình pha cà phê là mình phải đậy nắp.
Hay quá ta, gan có nhiêu đó là ra nửa ký đó ha. Mai Linh luôn ha. Hay có tên tuổi hiệu luôn nè. Đây có cô bác anh chị nào đó ủng hộ thì giúp đỡ chú. Đây cũng gần chợ Bàn Tân Định, chợ Chùm Chẹt. Chàm Chẹt hả chú? Ừ, Chàm Chẹt. Đúng là Chàm Chẹt. Sao nó có tên gọi đó ha? Chú không cần. Gốc chắc là chưa, sao mình không hiểu nổi. Chắc là chàm mà để đóng chiếc chẹt á. Cái chàm chẹt này á là cái tên này là xưa là của Pháp đó đặt. Dạ. Nói gì con về luôn cháu ơi. Cảm ơn chú nghe.